chị Việt Hương xin gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác đang đến với chương trình Cơ hội đổi đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Tôn Giác Công nghệ Inox đến từ tập đoàn Bluecorp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Dạ, và bây giờ mình mời lần lượt ba người có mặt ngày hôm nay để hỗ trợ cho chương trình Cơ hội đổi đời. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Cựu tuyển thủ, bây giờ là huấn luyện viên Phan Thanh Bình. Hey, đây cũng là nhạc sĩ và là ca sĩ, mời Khắc Việt. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả Hải Phòng thân yêu đã được tham gia chương trình Cơ hội đổi đời. Và chúng ta có mặt ngày nay cả nghệ sĩ nhân dân, cả ca nhạc sĩ, cả vận động viên cấp quốc gia của chúng tôi để làm gì? Để đổi đời cho một gia đình tuốt ở Quảng Trị, tận ở Quảng Trị nha quý vị. Bây giờ mời quý vị xem clip. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đoàn Đức Lập, xin đại diện cho nhãn hàng Tôn Giác. Hôm nay tôi đảm nhận vai trò là người dẫn đường để dẫn đoàn xe của chúng ta sẽ đến một ngôi nhà có hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình đi nào. Hỏi về nhà chị Hiên đúng không ạ? Dạ, chào em. Chào chị. Dạ. Chào cả con. Dạ, em mời em ngồi ạ. Em xin cảm ơn chị. Mời chị ngồi ạ. Gia đình chị là có bao nhiêu thành viên ạ? Gia đình em có ba nuôi với bốn đứa con nhỏ. Cháu lớn năm nay được bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cháu lớn năm nay học trường cao đẳng năm nhất trong Đà Nẵng. Bà nội năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 81 tuổi. Xin phép hỏi chị là ông xã đang ở đâu ạ? Dạ, chồng em nhỏ đi làm, mà đi từ năm 2014 đến giờ. Giờ mất tích luôn? Dạ. Mất liên lạc luôn? Dạ. Khi chồng tôi đi làm, ba đứa con đã chào đời, còn một đứa con đang bị 6 tháng. Giờ cháu được hơn 6 tuổi đó, không được luôn. Nhà tôi năm 2012 là bị mũi ăn bị sụp, mũi bê tông đi thôi đi vãi đi, sau đó bê tông dân đứng ra trả từ mặt nợ đến hơn 8 triệu thì có tiền nữa mất rồi. Nhà tôi là cấp bốn, mới làm phần thố chưa có phần kép, lấy mấy cái man nhẹ lại được ba cháu người lên tôi. Dạ, ở nhà hàng ngày thì con cùng chăm em với lại phụ mẹ một số việc nhà. Nếu khiến con tự hào là cái thành tích mà được giải nhất toàn huyện môn văn vào năm lớp 7. Hiện tại thì con đang ôn luyện để vào thi vọng tỉnh và môn giáo dục công dân. Ước mơ sau này của con là được làm một luật sư. Những ngày được nghỉ thì cũng đi làm đồng phụ mẹ. Tôi cũng rất là lên nhưng mà có mẹ làm cũng thì cũng thấy ấm áp hơn. Con rất nhớ bố và muốn bố về để gia đình đoàn tụ được như trước. Con sẽ không bao giờ chịu thua số phận. Reset tập hợp tổng lực tấn công. Mục tiêu tiếp theo. Reset bành mái nhà cho ta. Cái này như inox hay sao ấy? Tôn
Sax công nghệ inox với 4 lớp bảo vệ chống reset như inox. Tôn Sax công nghệ inox khuất phục reset. Dạ thưa tất cả quý vị khán giả, đó là hoàn cảnh gia đình của chị Hiền. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón chị Hiền ra sân khấu nha. Dạ. Xin mời gia đình chị Hiền. Rồi, ra đây con. À. Rồi, đúng rồi. Ngày hôm nay thì Hiền đến đây cùng với ba cháu. Còn một bạn nữa thì đâu rồi Hiền? Dạ, một bạn đỏ mặt đi học ạ. Đi học rồi. Đi học. Dạ. À. Dạ. Và hôm nay khi em biết được là chương trình Cơ hội đổi đời thì em đã từ Đà Nẵng đi xe hay là đi bằng cách nào ra tới đây và đang có mặt ở dưới kia. Cô Việt Hương mời con lên đây luôn. Đây là con trai đây lớn Đây là con hả? Trai lớn từ Đà Nẵng. Và làm sự bất ngờ cho mẹ luôn. Mà chương trình cũng muốn dành tặng cho gia đình khi mà không có thông báo trước với lại Hiền, sau đó thì liên lạc với cháu để cho cháu vào tận đây gặp mẹ mình cùng với các em trong một cái ngày nó quan trọng và nó đặc biệt như thế này. Thôi thì ngày hôm nay cả nhà mình đã ở bên cạnh nhau, đã đoàn tụ cùng với nhau để đến với Cơ hội đổi đời, thì mong rằng với sự hỗ trợ từ phía các khách mời ở đây và cả bà con cô bác ngồi bên dưới nữa, như kiểu bạn như em này ở Đà Nẵng thì anh cũng có một số người bạn rất là thân thiết, anh có thể tạo được cái công việc làm. Công an việc làm cho em ở Đà Nẵng. Việc đang cho cái tuần sau á. Một lát nữa lấy số anh thì anh có thể liên hệ để cho em có thể taxi được cho em liền. Cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ các vị khách mời của chúng ta sẽ vào đó chuẩn bị. Mời ba bạn. Trân trọng kính mời Phan Thanh Bình. Hỏi coi các em ở dưới có em nào lát nữa chở Bình đi không? Hỏi đi, có người chở đi. Mình cần một người nào đó hỗ trợ Bình về cái việc di chuyển. Tại địa phương. Có không ạ? À? Có không? Wow, quá trời luôn. Tại địa phương nha. Người phải thành đường. Có xe không? Có nón bảo hiểm không? Có biết đường đi không? Em là Thủ Điểm ạ. Em đứng đây, em tên gì? Em tên là Nguyễn Quang Vinh. Nguyễn Quang Vinh. Em sinh ra là lớn lên tại Hải Phòng. Vâng. Nghe lời ca bên Vinh vui vẻ. Bây giờ tôi vô tôi coi thử thách là gì. Rồi bấm thử thách. Rồi người chơi tìm đường đến trường tiểu học và trung học cơ sở Hữu Nghị Quốc tế để nhận nhiệm vụ. Biết cái trường đó không? Lên luôn cái này. Biết chưa? Biết chắc chưa? Biết chắc luôn. Ra đợi nó, ra đợi nó là chị bấm. Chưa bấm nha. Chị bấm mới chạy nha. Rồi 1, 2, 3, chạy. Xác nhận. Biết được đây là đường chính xác không ạ? Chính xác không ạ? Hay quá Vinh như vậy ơi. Quá wow, còn biết đi đường tắt nữa vậy. Đi đường nhỏ nhỏ đó. Em ơi, em tìm 4 trái bóng có logo của chương trình đó. Ở trong 32 trái bóng, nó nằm vòng tròn ở sân cỏ đó. Vô đây Bình ơi, vô đây. Đây em ơi, đây. Ở đây có tất cả là 32 trái banh và trong đó chỉ có 4 trái banh là có cái logo của chương trình thôi. Em sẽ phải tân bóng ngay tại chỗ để tìm được 4 trái banh đó. Tân bóng lên đến cái vạch 16m50. Rồi em để sẵn cái banh đó về tìm tiếp những trái bóng còn lại đủ 4 cái rồi mình làm tiếp nha. Bắt đầu, nhanh lên. Cái nào mà có logo chương trình thì giữ, còn không có sút bỏ. Đúng rồi, anh coi phụ cho, mà không biết cái logo đó nó ra làm sao nữa. Có không? Không có, sút luôn. Tân lên tầng nơi em ơi. Tân lên vạch 16m50 rồi để sẵn đó thôi Bình. Để sẵn những đó thôi, khoan sút. Để đó thôi. Rồi một, chạy về. Lượt tìm tiếp. Bình ơi, cái này nè. Tân lên để sẵn cái đó giùm anh. Để sẵn cái đó đi.
rồi. Ba trái đồ, yeah. Còn một trái nữa thôi, một cái mép bên đây như mình chưa tìm rồi mình ơi. Em xuống thử một hai trái coi coi thử coi có không. Cái nào không có đá liền. Trời đất, đã có, đây có luôn chị Hương ơi. Yeah. Tìm được 4 trái rồi. Yeah, 4 rồi. Tìm được 4 trái rồi. Mình ra nhìn đi anh, ở trên đầu cái xà ngang á, nó có 4 cái bảng, mỗi cái bảng là một con số. Đá được hết 4 cái bảng đó sẽ lòi ra 4 con số là một cái mật mã của chương trình. Mời em bắt đầu. Mệt rồi, Bình mệt rồi. Cảm giác của chị như thế nào? Dạ, rất hồi hộp ạ. Oh, quá trời ơi! Nó đã trúng cái miếng này rồi mà không rớt được cái bảng. Còn một con số cuối cùng thôi. Cổ vũ cho bạn anh Bình nha. Bình ơi! Tiếc quá, chỉ một chút xíu nữa thôi. Yeah, trời ơi, một trận tuyệt vời mình ơi, tuyệt vời. Đây, 3198. 27.927 đồng. 21.497.927 đồng. Chúc mừng ở bên nha em ơi. Tuyệt vời em ơi. Chào đón anh Vinh Vẻ và Phát Thanh Bình. Rồi, hai chị em ôm nhau. Chị Bình ơi, nãy chị khóc quá trời luôn Bình. Chị thấy em đá mà chị nóng ruột. À, Vinh Vui Vẻ ơi, em có bồ chưa? Em có vợ chưa? Báo cáo với chị và toàn thể mọi người là em vẫn đang là lính phòng không ạ. Không sao đâu, Vinh Vui Vẻ ơi, chị cảm ơn em rất nhiều đã cùng với chương trình đổi đời, thay đổi cuộc đời cho người nghèo. Nói cho bà con nghe coi nãy tâm trạng như thế nào. À, thực sự là đúng là cái tâm trạng của Bình á, nó rất là nôn nóng. Từ vị trí nào Bình cũng muốn đá hết. Tại vì mình muốn chạm 4 cái con số đó nhanh nhất. Nhưng mà cũng rất là may là Bình đã hoàn thành mục tiêu để mang lại cái số tiền cho chị Hiền.
cảm ơn em rất là nhiều, đem về số tiền rất là lớn. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Ca sĩ Cát Việt. Trời đất ơi, phong độ đẹp trai, đồ đồng phục, đội nón sẵn sàng rồi. Vô đây đứng coi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đây chị ạ. Rồi bây giờ mời em vào coi thử thách của mình là gì. Rồi mời chị bấm thử thách. Thử thách của Cát Việt là người chơi tìm đường đến bến du thuyền An Biên nha. Tìm 5 người có dấu hiệu của chương trình để thực hiện nhiệm vụ. Có ai biết bến du thuyền đâu không ạ? Có cái bạn áo hồng kìa, có bạn áo hồng kìa. Có xe không bạn? Có nón bảo hiểm không? Rồi chuẩn bị thử thách nghe nhờ bạn đó nha. Rồi chuẩn bị bấm. 3, 2, 1, bấm, chạy. Chạy lẹ, chạy theo bạn đó đi. Có xe thế nào? Dấu hiệu là trên tay có một cái dây ri băng màu xanh. Cả nhà ơi, đi đúng không ạ? Sai rồi, quay lại. Quay lại hả? Quay lại xong bên phải nhá. Quẹo phải. Đẹp trai lắm quý vị, nhiệt tình lắm. Đến ngã ba lại quẹo phải, đến ngã ba quẹo phải. Tới ngã ba quẹo phải. Tới ngã ba quẹo phải luôn nhá. Quẹo phải luôn hả? Đây rồi, quẹo phải luôn. Tới ngã ba quẹo phải. Oh yeah. Đi thẳng luôn. Quẹo phải đi đường lạch chay. Thấy rồi. Yeah, vỗ tay. Em kiếm 5 bạn có cái dấu hiệu của chương trình là trên tay cột cái dây ri băng màu xanh. Rồi ok. Trên tay có cột cái dây ri băng màu xanh đó em. Đây là một trong 5 người không? Giơ cái tay xem nào. Ok. Đây rồi. Các bạn ơi, anh đúng không? Rồi, đúng rồi, chuẩn luôn. Người thứ ba. Không phải chú có cái một dây không ạ? Không. Là không ạ, rất là cảm ơn. Xem cái tay được không? Phải người chương trình không ạ? Dạ. Thôi. Chú ơi, có ai có phải bên thử thách chương trình không ạ? Không phải. Anh nghe, sẽ mượn cái tay kia không phải cái gì. À không, anh cầm cái vòng này, cầm cái này, cầm. Đâu? Ba người rồi. Wow, khả năng có thấy một người là sao đó. Đúng rồi. Chú có phải có cái chương trình dây màu xanh mà. À đây rồi, ok ạ, đây người thứ tư. Đây đúng rồi. Đây được rồi. Rồi chuẩn rồi, đây còn 5 người, 5 người đủ 5 người rồi. Em ơi, em tìm được 5 người đó, em chạy qua cung văn hóa Việt Tiệp tí. 5 người đó đi theo luôn. Anh đi cùng em ạ. Để sang với cung Việt Tiệp ạ. Ok. Cùng với 5 người đó luôn. Mọi người đi sang với cung Việt Tiệp nhá. Với 5 người kìa. 5 bạn nó chạy theo luôn. Rồi cung văn hóa đúng rồi, chạy vô đi. Đây. Khi đến cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp thì người chơi nghe bài hát, nghe 10 bài và điền chỗ trống. Và sau đó đoán là từ hàng dọc là câu chính có ý nghĩa. Từ hàng dọc nha. Khi đoán đúng câu sẽ nhận được mã số. Ok. Bây giờ em muốn chọn bạn nào hát trước cũng được. Bạn nữ này đi, đầu tiên đi. Em tên là Ngọc ạ. Thì phải em sẽ là số 6. Ok, chưa được rồi. Em muốn chọn bằng nào?
anh cao vét kìa. Mình tên là Hợp, mình sẽ hát bài số 9. Số 9, ok. Hãy thắp ánh sáng trong hồ tôi khi yêu thương đang chờ thầy. Bao nhiêu mơ ước đã tan rã, cuộc tình đã mất. Vâng, bạn nữ bên cạnh luôn. Nữ bên cạnh, bạn nữ bên cạnh. Em sẽ hát bài số 7 ạ. Số 7, số 7. Âm nhạc, yo. Hãy trả lời em người mà em không biết ai. Bao lâu em đi theo anh, cho em thấy rất ngượng. Làm tim em rung động. Hãy trả lời em người mà em không biết tên. Bao lâu em đi theo anh. Được sánh bước bên em. Và tiếp ạ, à, đây ạ. Mời em nhìn lên. Từ khóa của mình sẽ nằm ở dòng số 1. Số 1. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp phần. Chẳng có em lẻ loi, còn đâu những chiều theo bước. Giờ chỉ có anh lẻ loi. Cái bài chiến sang ngày xưa mà sao hát cũng như thế khác luôn. Bạn ngắt lại cái đoạn ngại cái đi. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp phần. Một ngày kia lưỡi che của gió. Ok. Chỉ có em bên tôi đi. Cảm ơn em. Rồi, mời bạn tiếp theo. Ok, rồi. Mời em bắt đầu. Vô. Em chọn dòng số 2. Số 2, ok. Sẽ chẳng mong chờ nhưng vẫn vương xa vời. Anh vẫn sẽ tuyệt vời. This is what I feel like. Oh, we are. Sẽ hát bài số 5. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim vàng trên sông. Hải âu ơi, cánh chim đùa trên sông. Cùng bay nào, cùng bay nào. Cho trái đất thôi, cùng bay nào, cùng bay nào. Cho trái đất thôi. Cái hàng này, cái hàng này đây. Ngày nay thì ngày có nay. Chúng tôi ngày tôi cơ nay. Hội đổi đời. Đúng rồi. Ngày nay. Cái này là cái lời bài hát cơ hội đổi đời của mình đó em. Ngày nay có nhưng mà phải chúng ngày cái nay là sai nè, người sai. Yêu của tôi ơi là sai nè. Nãy bạn hát bài số 6. Đó, hát lại manh cái đoạn đó coi. Ngày nay thì có chúng tôi à? À đâu đúng rồi, ngày nay thì có chúng tôi. Nhưng mà cái này đang sai nè. Không sao, không thôi. Cơ hội đời. Người bị thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi. Ok, ngày đã bắt đầu, ok. Một sáng nữa. Một giây thôi cũng không rời. Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời, nên mới thấy xa thôi. Ngày ấy gần bên tôi, ngày ấy gần bên tôi. Ok, sửa lại em ơi, bôi bôi đi. Ngày ấy gần bên tôi, chứ phải người yêu của tôi. Ngày ấy gần bên tôi. Cái đó xong này đúng, mình đúng từ khóa đó. Ngày ấy gần bên tôi. Rồi, bây giờ mình đọc lại. Ok. Lại nữa nè. Ngày nay thì có chúng tôi cơ hội đổi đời. Một mã. Số mấy? 5690. Xác nhận. Số tiền là 12.942.135 đồng. Em về là
12 triệu mấy. Không đúng như kỳ vọng lắm. Không kỳ vọng rồi. Em ơi, tại vì đối với mình nhiều khi cái số tiền đó mình nghĩ là ổng lớn. Nhưng mà chị có thấy lớn không? Dạ lớn. Lớn 12 triệu mấy là lớn rồi đúng không? Kiếm được 12 triệu hơn là hay rồi. Quá giỏi. Bây giờ vô chổng nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt của quý vị là nguồn động lực cho anh Tự Long. Sẵn sàng chưa anh? Xem hai bạn chơi trước của mình rồi thì xem Việt với Bình thi thì cái người mà chở mình đi là rất là quan trọng. Dạ. Ở dưới đây có ai chở anh không? Có ai không? Rất nhiều người. Cảm ơn Hải Phòng rất nhiều. Có cái anh bận áo đỏ kia, anh cười tươi quá. Anh có xe không anh? Anh lên lên đây. Có xe không ạ? À? Em có. Cho em chuẩn bị xe luôn để chở cho anh đi nha. Đó. Ở đây là địa bàn Hải Phòng thì mình không quen thuộc. Bởi vậy cho nên là rất cần một người nào đó mà có cái sự thông thuộc về đường thì nó sẽ làm giảm cái thời gian, và giảm thời gian thì tức là đồng tiền sẽ được tiết kiệm. Rồi bây giờ vô coi thử thách là gì. Mời. Thử thách của anh, người chơi tìm đến đường công viên D2 ngay chung cư Đổng Quốc Bình để nhận thử thách liên quan tới ẩm thực chung cư Đổng Quốc Bình. Em ơi, chưa, em chưa bấm, anh yên tâm, mình cứ bình tĩnh. Em ơi, em có biết chung cư cũng gần đây ạ? Cũng gần đây hả? Em là người ở địa phương hay là em ở vùng miền nào? Em ở vùng miền Hải Phòng ạ. À, em ở Hải Phòng hả? Vậy là ngon lành rồi, anh yên tâm hả anh? Em chỉ đường đi. Ngồi chỉ đường, biết chỉ đường không? Khoan, anh ơi, anh Long ơi, điện thoại anh đâu? Điện thoại anh đây. Cái điện thoại rất là quan trọng. Anh Long ơi, phải nhớ liên tục nghe. Em phải nghe nhé, bởi vì ở dưới Hải Phòng anh biết rằng là đi mô tô hoặc đi xe máy điện hoặc xe đạp điện mà nghe điện thoại ấy là bị phạt từ 600 đến 1 triệu, tước bằng 3 tháng. Bởi vậy cho nên là em nghe cho anh. Anh ơi, và bây giờ thử thách là 1, 2, 3, chạy. Bình tĩnh, anh đợi máy quay phim nó quay với anh Long ơi. Chạy đi luôn, khỏi quay luôn. Rồi đâu có live stream đâu, coi. Bây giờ coi bằng niềm tin luôn. Làm sao chạy theo kịp. Rồi, theo kịp rồi. Quý vị ơi, đi có đúng đường không ạ? Tới rồi luôn hả? Trời ơi. Ok anh ơi, em đây, em đây. Bây giờ anh nghe điện thoại đi. Anh nghe điện thoại xem. Chưa thấy gọi điện. Đây, Thiếu chị gọi đây. Alo. Đến xay bột, sau đó đi chợ mua nguyên liệu, làm món bánh đúc nóng, rồi nấu mời ba người ăn. Xay bột hãy đi chợ anh ơi. Dạ rồi. Xay bột trước nha, phải xay bột trước. Xay bột xong mình đi chợ mua nguyên liệu. Ai đây nhờ? Giúp một tay đi. Đâu rồi? Bác nào đâu rồi? Đây. Em ơi, em muốn làm gì? Mua cái gì? Đi chợ mua cái gì? Đi chợ mua đồ làm bánh đúc của anh. Nhưng mà bây giờ anh phải xay gạo xong cái đã là mình mới đi chợ được. Ôi trời ơi. Nhưng mà cho anh biết là mua cái gì đi. Mình mua cà rốt nè, mình mua nấm mèo nè, nấm hương, năng, thịt heo, ngò. Đổ nước cho anh đi em ơi. Đây, em đổ cho. Áp lực về thời gian này. Ở đây có bà cô bác anh chị ở đây, có ai biết làm bánh đúc không? Rồi, bây giờ anh ơi, em đưa tiền cho anh đây. Đâu? Chợ ở đâu vậy? Mọi người ơi, biết không? Đây. Chợ ngay phía sau thì luôn, không cần xe đâu, chạy. Bây giờ nè, anh nhớ chưa, em sẽ chạy theo anh nha. Mua bột ở đâu bác ơi? Bột ở đâu? Bột ở đây có ai bán bột không chị ơi? Đâu? Chợ chỗ nào? Đâu? Cà rốt à? Ở đây có bán bột không chị? Đâu? Cà rốt đâu? Rau ngò. Cô. Rau ngò này. Đâu nữa? Nghĩa ơi! Anh ơi đây! Rau ngò đây, cái gì nữa? Nấm rơm. Ê, nấm mèo. Nấm mèo à? Rau ngò đấy nấm gì? Nấm mèo, dạ. Ngò. Ngò đây. Dạ, tiền bác ấy đi. Cái đó ngò gà ai? Đâu? Nấm rơm có đâu? Có nấm mèo không cô? Đây rồi. Nấm. Ê, Lâm giữ tiền. Anh ơi, anh lấy tiền ra, anh trả tiền. Đâu? Tiền anh này. Bác bao tiền chị ơi?
Trả tiền. Với lại cà rốt lấy cho em ơi. Với lại bà ơi, cái này ngò là ngò gai hay là ngò rí vậy? Ngon, ngò nào cũng là ngò. Không được, ngò rí mới được anh Long ơi. Ngò rí là mùi à? Cái này trả lại cho bà. Bà ơi, đây nữa. Bà nha, con mua ngò rí. Ngò rí là cái ngò gì? Ngò rí. Mùi. Mùi thì nói là mùi. Trời ơi. Long ơi, trả tiền bác ơi. Chị ơi. Bà bán rau chắc bà xỉu đâu ơi. Bậy quá Long ơi. Trời, ông gom đồ ông ta không chạy kìa trời. Ba tiền. Đưa đây em chạy. Đây là nấm hương rồi. Này, nấm. Một dĩa chị ơi. Cho con xin cái bao đi bà. Có lấy tụi nấu cái này. Thôi. À, người Hải Phòng gọi là bột nhĩ. Bột năng là cái gì? Dạ. Con lấy một bột năng ơi. Nấm thì thôi. Bột năng, bột năng. Để làm bánh đúc ấy. Bao nhiêu ạ? Đây, tiền. Thôi, muốn ít ngò thì thôi. Trời, con cảm ơn bà. Bà cho luôn. Ủa, anh Long đâu rồi? Dạ. Anh Long rồi. Xong nhé. Dạ. Có cái mèo chưa? Bao nhiêu tiền? 15 ngàn, con gửi đây 20. Tối 5 ngàn. Nhanh lên. Anh Long anh chạy rồi. Còn phải thịt nữa. Thịt băm. Rồi. Hiện đâu? Đây rồi. Ở đây. Em ơi, em trả cho cô để một đĩa giùm anh. Lấy lại 5 ngàn rồi đẩy. Bao nhiêu tiền nha em? Bây giờ vậy anh ơi, đem ngâm nấm trước cho anh. Rồi được rồi anh rửa bên kia đi anh ơi. Anh biết làm bánh đúc không anh Long? Không biết làm hả? Không. Cái này làm gì? Có ai biết làm bánh đúc không ạ? Ở đây có ai biết làm bánh đúc không? Em ơi, cái bánh này đã lâu chín lắm, em cứ đổ vô cái chén thật mỏng á. Hả? Chén thật mỏng đi rồi bỏ vô cái lò hấp trước đi. Xào thịt đổ lên trên là nhanh nhất. Chưa? Rồi, bây giờ sắc nhuyễn ra. Thịt bỏ ra đây. Anh sắc nhuyễn nó ra đi, em bật bếp cho anh. Rồi dầu ăn đâu? Dầu ăn đây. Bây giờ cái bột làm sao? Có ai biết làm bánh đúc không ạ? Ở đây có ai biết làm bánh đúc không? Ở dưới đây bà con có ai biết làm món bánh đúc là đặc sản của Hải Phòng không ạ? Dạ, ai biết làm bánh đúc? Mời trời ơi, xuất sắc quá, cái cô này cũng biết làm nè, Long ơi. Cô Liên, chở cô Liên. Hai có xe chở cô Liên em đi giùm ạ. Cô gì đó tên là Liên, đang chạy qua để hỗ trợ cho anh. Ê, ít nước thôi anh Long ơi, cho nó mau sôi. Anh bỏ anh đây. Rồi, bây giờ anh sắc cái cà rốt giùm em đi. Anh Long ơi, xào cái cà rốt, sắc cà rốt nhỏ ra giùm em. Băm cà rốt nhỏ ra giống như nấm vậy đó anh Long. Cô Liên ơi. Cô Liên ơi, vào đây. Con mời cô. Bây giờ con đang quậy bột thì cô có thấy cái bột này về vậy được. Mình có phải nêm nếm gì vào không cô? Chưa, bây giờ. Thôi thêm nước vào. Thêm nước nha cô. Vậy hả? Bây giờ đổ bớt đi, thêm bột không cô, thêm bột không? Em lấy ba cái chén em đổ bột cho em hấp như bánh bèo của Sài Gòn á. Rồi xào thịt đổ lên trên. Cái này là cái phần nhân. Đây con làm phần nhân đây. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mình cố gắng mình làm nhanh nhất có thể. Đây, bây giờ con sẽ bỏ đậu cà rốt vào đây. Sao đúng không? Mình không cần phải hấp nữa hả cô? Không phải hấp đâu. Phải hấp chứ. Mày hấp thì hết tiền à? Không hấp sao ăn anh ơi. Cho cái phần bột. Cho tắt bếp con tắt đây. Cho cái kia vào xào đi. Kia. Đây là gần chín hết rồi. Cái đó ăn được không ta? Ăn được rồi.
rồi bỏ vào đây hấp. Cái nào được rồi em bỏ vào hấp liền. Còn nước mắm nữa, còn nước mắm nữa. Đó, anh bỏ nước mắm vô đi. Sao ngon được? Ngon hết đi, bây em giã đi bao giờ. Em yên tâm. Bây giờ anh nếm thử coi được chưa. Nếu mà mặn quá thì mình sẽ cho thêm một ít nước lọc vào này. Cô nếm thử đi. Đây, cô để con làm tay này cho cô. Rồi, ngon nha. Ngon rồi. Dạ. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Để cho nó có hơi, Lâm ơi, đừng dở ra, đừng dở ra. Tại bây giờ phải chờ nó chín mới được. Bột ở kia đã chín rồi. Được rồi, hết được rồi đấy cô ơi. Chín rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cho hành vào, cho hành vào. Đây, 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 cho hành vào đây. Alo, em alo. Em tìm ba người đứng đó đi để vừa xong kêu tan liền. Xong nói xuất sắc, người nào cũng giơ ngón tay một lên, ngón tay like á. Chị ăn đi mà khen thoải mái đi. Ngon không, ngon không? Dùng thử món này. Chị giơ ngón tay cho em cái. Ăn miếng bột đi. Rồi, mật mã đâu? 8065. 8065. 15.694.399 đồng. Món này rất là khó quý vị, tại vì khuấy cái bánh đúc á, hiểu không, là phải đặt anh. Sao anh nói em nghe. Là cái này đối với anh đúng là thật sự là hơi gian nan. Không, nhưng mà số tiền anh đem về rất là nhiều, 15 triệu mấy lần nha. Đã rất là nhiều rồi, đã rất là quý rồi, đâu phải dễ gì, đúng không? Cảm ơn anh rất nhiều. Thử thách là người chơi tìm đến chung cư Hoàng Huy để nhận thử thách. 3, 2, 1, chạy. Hấp. Yeah, ủng hộ bà con ơi. Nhiệt tình lên bà con ơi. Số tiền của chúng tôi bắt đầu chạy là 59 triệu rồi. Và số của cái chung cư đó là 215 đường Lạch Chay. Để tìm cái mật mã Sudoku. Ôi trời ơi. Tìm đây, tìm đây. Nhật đó. Tìm đây. Ném đi, ném có về cái này này. Ôi anh ơi, anh ném. Đưa đây anh cầm cho, ném đi. À kìa, có để rồi. Khoan, đây rồi, đây rồi. Khoan ném, mở ra coi thử coi là cái gì. Ôi giấy trắng dục, ném tiếp. Không đi, bắt người tiêu đi. Mọi người cầm hai ba cái ném đi. Tôi tìm đề nha. Ôi, khoan từ từ bình tĩnh. Ê, văng ra nhiều quá, không biết phải đề hay không. Cái nào không phải là mình bỏ nha.
có đèn không, có đèn không anh? Không có, tôi nghe mất. Chưa đèn, chưa có đèn, chưa có đèn, chưa có đèn. Bỏ đi anh, bỏ đi, bỏ đi, chưa đèn, chưa có đèn. Bốn cô ở đây rất là lạnh luôn, cộng thêm một chàng trai và một bé nhỏ ngồi lạnh lắm, nhưng mà vẫn ủng hộ tinh thần của bốn chàng trai trên đó. Có chưa, có chưa, có chưa, có chưa? Đây đi em, có đề rồi, có đề rồi, có đề rồi, đây đây có đề rồi, đây đây đề rồi, đây 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 là cái đề, ở đó đi, ở đó đi, ở đi. Sau khi tìm được mật mã rồi thì ba người chơi phải giải mã Sudoku. Đây, người chơi phải điền vào những ô còn trống sao cho thỏa với các điều kiện, các hàng ngang, các hàng dọc. Mỗi ô 3x3 phải có đủ các số từ 1 đến 9, không trùng số và không cần đúng thứ tự thì người chơi sẽ hoàn thành thử thách. Từ 1 đến 9. Dạ dạ. Ở đây 2 7 3 5 là kiểu thứ 4 1 6 8. Vậy đó anh. Đó, nhìn cái điền thôi chứ đúng không? Nhưng mà không được trùng. Dạ không được trùng hàng. 7 đây. Thì xem mã con đó. 7. 7 đó. Đây 7 không trùng đúng không? Sáu không thể nằm đây được, sáu cũng không nằm đây được, sáu nằm đây. Số ba, ba đang đọc hay có rồi. Số tiền đang có là hai. Một có rồi. Trong câu này là cả ngang cả dọc, miễn là đừng có là được, đừng trùng số là được, đừng thuế được thôi. Gì ạ? Đừng trùng là được. Bây giờ bạn Nguyễn Thành Công, bạn sẽ chạy ra, bạn chỉ một tràng pháo tay thật to cho một tráng sĩ nữa, vậy là năm anh em luôn. Bạn nữ lao thanh nói chị chở em đi giùm. Quá số 9. Có một bạn tên Công sẽ ra giúp mình nha, bạn đang chạy ra. Ok, để giúp mình giải. 2 3 4 5 6. Rồi tiếp số 7 nè, hàng này tiếp số 7. 7 nhưng mình có 7 rồi. Có 7 thì mình đổi này, 8 rồi. Một có rồi, 6. Một có rồi, 7. Đây là 9 á. Đây là 9 đúng không? 9. Cố gắng lên em ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cái này có 7, thằng này 7 này, thằng này 7 này, 7 có 7, 7, 7, 7, 7 có 7, 7 có 7 rồi đây. 29 có 7, 7 có 7 rồi, có 7 rồi. Thì mình tháng cáo cái 7 này đi, ở đây số 2, số 7 lần nè. Nên là cháu là sẽ ô khắc cái này cháu. Bây giờ nóng ruột quá, trời thì lạnh, bà đứng ba xoa tay hoà, bà cứ nhìn. Rồi giờ còn Nguyễn chứ biết sao giờ. Đúng rồi, nó mà không biết Công ở đâu rồi. Số 2 thì mình nhấn số 2 cái này nữa. Ôi. Đây đây có bạn này bạn vô bạn giải giùm mình nè. Bạn này mới biết chơi nè, bạn giải giùm mình. Đây em ơi, bạn vô. Nhớ ai? Trời ơi. Bôi đi. Không cần lấy tay luôn. 4 5. Em nói lên, em nói lớn lên cho mọi người nghe. Em Nguyễn xem nó lên. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy 9. 9 9 bên này có rồi. 9 này có rồi. 2 đây có rồi. Chính này, chính hàng này cũng có rồi. Đây hàng này cũng có rồi. Đây là 3. Đây là 9. 1 2 3 4 5 6 7. Đây là. Hàng này chưa 8. Đây chỗ này chưa 3. 3 3 1 2 3 4 3 7 đây rồi. 7 có rồi. 1 2 3 đây số 3 đây là đúng. 1 2 3 4 5 6 7. Đây đây bỏ số 4 này đi, số 2 đây. Số 2 trên đây rồi. 9 đây có rồi. Chúng ta còn 38 triệu anh em ơi, cố gắng lên anh em ơi. Đây u này cả dọc là ngang chiều 6 đây. 1 2 3. À, đầu dây bên kia sẽ nghe được và ấm áp lắm quý vị ơi. 1 2 3 4 5 6 7. Đây 8. Đây số 4 số 9 thì mình đổi cho nhau. Số 9 số 4 và số 4.
bỏ cái này, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi nè. Cái đầu tiên 24, bỏ cái số 4 sai đi nè, bỏ 24 đi nè. Đó. Số 2. Đây số 8, đây số 8, đây số 8. Đây rồi. 8 à. 4, số 4 ở đây. Số 4 ở đây. Đúng rồi. 4 đây rồi. Thì cái này là sai anh, cái này là sai. 7 6 5 2 3 4 5 6. Ồ rồi, dư cái như trên này là đúng rồi nè. Đây, trên này đúng rồi nè. Đây thiếu số 4, đây thiếu số 4. Số 4 đây rồi. Ờ, số 4 đây rồi. Đây số 2. Đổi với nhau. 4 3. Có một bạn vào đã hỗ trợ chúng ta. Số 5. 7 1 2. Đến đây rồi. Giờ chúng rồi. Thì cái này sẽ sai, cái số này sẽ là sai nè. Bạn này bắn tính cho mình nè. 4 4 2. Thành thế này đúng rồi. Bây giờ tiếp theo cái hàng này. 7 8. Đây 3 đây có rồi. Đây 3 3. Đây là ngày có 3 rồi. Ngày có 3 rồi. 2. Hàng số 4 này là sai đúng chưa? 4 2 6. Cái này phải là số 6 mới đúng nè. 4 2 6 trên này là gì? Đúng rồi, vậy rồi. Ok đúng rồi. Đúng rồi, anh em đúng rồi. 5, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 8, 4, 3, 5, 9, 1, 2. Đó, ok rồi đó. 8 này số mấy? 8, 3. 5. 8, 8. Đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi đó, 5. Đúng chưa? Mình kiểm tra này nè. 4, 2, 6, 8, 5, 3, 7, 9, 1. Rồi, chính xác mọi người ơi. Ở đây có những cái này là những cái mã nè. Thứ tự 1, 2, 4. Chương ơi. Thôi đi thôi. 4, 3, 7, 8. Số tiền là 33.391.109 đồng. Chúc mừng. Và cả nhà mình nha, cùng nhìn lên bảng coi số tiền hồi nãy tổng kết cả nhà mình đã thu về được là 83.525.000 đồng. 570 đồng. Và anh Long ơi, đây anh cầm cái bảng này đại diện cho anh em nghệ sĩ trao cho gia đình. Trước khi mà trao thì tôi muốn nói thật, tôi chương trình đề cao ba anh em chúng tôi quá, tức là đề cao ở góc độ là giải toán đấy. Tôi đi học từ xưa này chỉ hỏi giỏi mỗi một môn sinh vật thôi. Mà sinh thì học ít mà vật thì học nhiều. Hôm nay tôi nghĩ là chương trình đề cao ba anh em quá, đã cho giải toán. Nhưng mà cũng may, xin cảm ơn những người yêu các nghệ sĩ và yêu chương trình của Hải Phòng đã dành cho ba anh em chúng tôi một sự trợ giúp rất là đắc lực. Cảm ơn chương trình, cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn sự giúp đỡ của bà con Hải Phòng. Và đặc biệt là xin gửi lời chúc đến gia đình của chị Hiền với các con lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc, các cháu học giỏi. Và cảm ơn sự chung tay của cả cộng đồng. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn còn có một cái niềm vui nữa dành cho ít nhất là một và nhiều nhất là 4 hộ gia đình khó khăn ở nơi địa phương mà Hiền đang sinh sống khi chúng ta đến với vòng quay may mắn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay lượt quay đầu tiên. Trong 4 lượt quay này, lượt quay nào nhiều nhất thì mình sẽ chọn cái lượt quay đó. Mời con gái lên đây. Bà con ơi, bà con muốn được mấy mái nhà? Mấy hả? Mấy hả? Ôi da trời đất ơi. Ôi da trời đất ơi. Cái gì vậy? Tửa ha. Cái gì? Gia dâm em ngoài à. Cái gì đâu dữ vậy? Trời ơi. Sao mà con gái vậy? Con gái con gái mặt nó
sáng trưng, mặt đẹp như tiên. Nó xoay xuất sắc luôn quý vị ơi, còn nói gì nữa. Bé nó xoay được 4 mái nhà đó. Và đây là cái phần quà mà nhà tài trợ sẽ dành tặng cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi địa phương mà Hiền đang sinh sống nha. Nghĩa ơi Nghĩa, sao nãy giờ trong cuộc đời nghệ sĩ mình có gia dấp gì đi nữa thì anh Đức Lập anh đã đứng đằng sau lưng, anh cũng thấy rồi. Và đại diện nhà tài trợ của ảnh từ Quảng Trị luôn phải không anh? Dạ, anh từ Quảng Trị bay ra đây với tụi em, xin mời anh có vài lời. Vâng, xin chào tất cả quý con, bà con, cô bác có mặt trong sân khấu hôm nay. Tôi là Đoàn Đức Lập, tôi sẽ trao lại cho chị. Và dạ, xin mời anh. Chúc mừng cho bốn hộ gia đình. Anh Lập đại diện cho nhà tài trợ gửi 3 kỷ niệm chương luôn cho nghệ sĩ. Cảm ơn 3 nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Tự Long, Phan Thanh Bình và ca sĩ Khắc Việt. Chương trình Câu Hỏi Đổi Đời của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và cảm ơn nhãn hàng Tôn Giác Công nghệ Inox đến từ tập đoàn Bluecorp 100 năm từ Úc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách, vượt qua tất cả mọi ai cũng cười. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội đổi đời. Hôm nay tôi đến trao bà con một cơ hội tuyệt vời. Nào mình cùng gắng sức chơi, nào mình cùng đổ mồ hôi, vượt qua thử thách.